Thưa quý vị, hiện đang là cao điểm của sốt xuất huyết. Số ca mắc có xu hướng tăng liên tục trong cả nước. Ở tỉnh Bình Phước, số ca sốt xuất huyết cũng tăng liên tục trong những ngày qua. Thế nhưng, các cơ sở y tế của tỉnh lại đang thiếu thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc điều trị với những ca bệnh nặng. Ghi nhận của phóng viên thời sự BBTV. Theo thống kê, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, số bệnh nhân sốt xuất huyết từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022 là 549 ca. Trong đó, chủ yếu là chủng sốt xuất huyết Dengue với 334 ca. Sốt xuất huyết Dengue, gọi tắt là sốt xuất huyết, một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta, dễ bùng phát vào mùa mưa và có nguy cơ phát triển thành dịch. Khi mắc bệnh, nếu người bệnh chủ quan, lơ là sẽ khiến bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng. Tình trạng bệnh thì năm nay họ cảnh báo rằng là tiếp 2 thì cũng nặng, thấy tỷ lệ bệnh nhân là xuất huyết, rồi sốc, rồi suy gan cũng nhiều. Hầu hết bệnh nhân sốt xuất huyết khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đều chuyển nặng. Như bệnh nhân này, trước khi nhập viện không biết mình bị sốt xuất huyết, chị tự mua thuốc về uống nhưng không đỡ mà ngày càng trở nặng. Sau đó chị đến bệnh viện khám thì phát hiện bị sốt xuất huyết. Bắt đầu em vào bệnh viện ấy thì là em là rất là nắng, nhưng mà vào thì được các bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình, tận tụy mà thăm khám cho em, rồi là thuốc men ấy thì em thấy nó tiến triển rất là nhanh. Ngày hôm sau là em thấy mình nói chung là nó phải giảm được tới 50%, và như đến ngày hôm nay thì em cảm thấy là nó rất là ổn nè. Bệnh sốt xuất huyết nếu không chữa trị kịp thời để chuyển nặng sẽ bị sốt kèm xuất huyết đường tiêu hóa, có thể biến chứng qua tim mạch, biến chứng não, dẫn đến tử vong. Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân nhập viện sớm, được chăm sóc y tế sớm, thì đa số sẽ khỏi bệnh nhanh và không gây biến chứng. Sốt xuất huyết thì đang mùa dịch mà ai đang sốt mà cứ sốt cao, đau mọi người mọi cơ, mà không phải là viêm họng hay là các cái bệnh lý gì rõ ràng thì cũng phải nghĩ đến sốt xuất huyết. Và sốt xuất huyết thì những ngày đầu thì mình có thể điều trị ở nhà bằng cách là uống nhiều nước, uống paracetamol hạ sốt. Còn từ ngày thứ 2, thứ 3 trở đi thì bắt buộc phải tới trạm y tế hoặc tới bệnh viện để khám, không tự điều trị ở nhà được. Mặc dù đang rất tận tụy, tận tâm trong điều trị, nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đang gặp khó khăn do vừa thiếu nhân sự, vừa thiếu vật tư y tế, đặc biệt là thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết những ca nặng. Cả năm 21 rồi và đến bây giờ luôn thì thuốc là thiếu rất nhiều, trong đó nhất là thuốc để chống sốc ấy, họ gọi là cáo phân tử, tức là đi mua không thể mua được, không có tiền cũng mua không được. Và cái đó là cái mấu chốt quan trọng để cho cứu bệnh nhân là sốc sốt nặng, sốc nặng đó. Thì không có cái đó là coi như là bỏ tay, là chỉ còn là chuyển viện thôi. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát như hiện nay, bên cạnh việc áp dụng các phương pháp phòng chống sốt xuất huyết tại nhà, mọi người cần phải theo dõi, tìm hiểu thêm các khuyến cáo của ngành y tế để hiểu rõ về bệnh này, nhằm bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trước căn bệnh không thể xem thường như sốt xuất huyết.